từ hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái con 70 lít nha các bạn. Đang cắt lúa 50451 nha các bạn. Thì đồng hiện tại thì đồng ở Cà Đỏ, Cần Thơ nha mọi người. Chạy dữ quá đi. Các bạn và mọi người cùng xem tiếp nha. Con này nhìn từ xa nãy mình tưởng đâu 100 lẻ không chứ. Đi cắt rồi, miếng này có cắt ở đâu nó không biết, còn mấy lăm nữa rồi các bạn ơi. Này tem còn mới chứ ta, không biết đậu tem gì vậy.
Quá trời đẹp luôn rồi. Xuống phà không? Không có.